quyết liệt trong chỉ đạo của chính phủ thì toàn xã hội đang chung tay để đẩy lùi dịch Covid-19 và chính điều này đã được những người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam cảm nhận được. Nhiều người mà chúng tôi phỏng vấn đã phải thốt lên là các biện pháp chống dịch của chính phủ Việt Nam rất hiệu quả, hay là các bác sĩ Việt Nam rất giỏi. Những người nước ngoài này họ đều là những người đã có thời gian dài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị.